Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doanh nghiệp doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai nhiều giải pháp chống nóng, đảm bảo sức khỏe người lao động. Huyện Như Thanh quan tâm phát triển doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Đầu tư nước ngoài, đến nay các doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 9 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Con số này chiếm khoảng 2% GDP và bình quân tăng trưởng trong suốt 2 năm qua đạt khá cao từ 10 đến 13%. Các lĩnh vực được đầu tư liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển xanh như năng lượng tái tạo hay đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho kinh tế xanh. Theo các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng xanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới thực hiện cam kết của Việt Nam là đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Tuy nhiên, để thu hút được dòng vốn đầu tư vào tăng trưởng xanh, thì Việt Nam phải có chiến lược, quy định cụ thể để đáp ứng được khoản đầu tư xanh. Bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp để thay đổi hành vi trong sản xuất, tiêu dùng, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu về tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp cho biết đang tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm ở thị trường nội địa. Với quy mô 100 triệu dân, với mức sống ngày càng gia tăng, thị trường Việt Nam được xem là khá hấp dẫn để các doanh nghiệp khai thác, nhất là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc khai thác thị trường quay trở lại sân nhà đối với nhiều doanh nghiệp không phải dễ dàng. Khó khăn và rào cản khi quay lại thị trường nội địa là doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm đại trà cùng loại giá rẻ và hàng nhập khẩu. Các chuyên gia khuyên cáo doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về thị trường, đồng thời lựa chọn phân khúc phù hợp để có dòng sản phẩm thực sự chinh phục người tiêu dùng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa công bố giảm lãi suất cho vay lần thứ 5 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, Agribank tiếp tục giảm 0,5% trên một năm lãi suất cho vay đối với dư nợ chung dài hạn hiện hữu của khách hàng. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Ước tính sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng trong cả nước được hỗ trợ với tổng số tiền được giảm hơn 1.000 tỷ đồng. Đối với tín dụng ngắn hạn, Agribank cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất, mức thấp nhất chỉ từ 4,5% một năm, tùy theo kỳ hạn vay và đối tượng vay vốn. Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong tháng 5 năm 2023, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục có xu hướng phục hồi do một số mặt hàng chủ lực như may mặc, giày dép đã có đơn hàng. Tổng giá trị xuất khẩu tháng 5 năm 2023 ước đạt 526 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 5, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có tín hiệu phục hồi tích cực như may mặc, giày dép, chả cá, surimi, thịt xúc sản, xi măng xuất khẩu. Lũy kế 5 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, đạt 36% kế hoạch. Ngành Công Thương Thanh Hóa nhận định khó khăn về thị trường xuất khẩu vẫn còn kéo dài. Do đó, các đơn vị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cần chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt tín hiệu phục hồi của từng ngành hàng, từng thị trường để nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nắng nóng liên tục gia tăng và dự báo kéo dài suốt mùa hè, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai các giải pháp phòng chống nắng nóng nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Hệ thống quạt mát, nước uống dinh dưỡng được tăng cường bố trí gần các vị trí công nhân sản xuất. Thời gian sản xuất cũng được doanh nghiệp này linh hoạt điều chỉnh để tránh nóng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đáp ứng kịp thời việc sản xuất các đơn hàng đã ký kết. Là cái ca ngày thì giảm đi khoảng tầm 70%, chuyển sang làm chủ làm ca đêm để cho một là tiết kiệm điện, thứ hai là mát mẻ. Chế độ bữa ăn rồi nước uống hàng ngày thì đều là cái chế độ nó so với lại mùa đông thì nó khác, nó được vượt trội cái việc đó. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, làm giảm năng suất lao động. Do đó, bước vào mùa hè, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, các khu vực nghỉ trưa, ăn ca. Nhà xưởng, nơi làm việc được lắp đặt thêm hệ thống làm mát, quạt, điều hòa, cây xanh, tạo không gian thoáng mát. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chủ động trang bị thêm bảo hộ lao động, thiết bị phòng tránh nắng, quan tâm đến chế độ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca để nâng cao sức khỏe người lao động,
linh hoạt thay đổi giờ làm việc, nhất là đối với những người phải làm ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Đơn vị thi công cũng đã linh hoạt thay đổi cái giờ giấc làm việc. Mùa nắng nóng thì anh em này làm sớm hơn và nghỉ muộn hơn. Ví dụ sáng bình thường là 6 giờ anh em tiến hành, buổi trưa 10 giờ thì là bắt đầu nắng lên thì là anh em là nghỉ. Trung bình trong ngày thì cứ 2 tiếng một lần là anh em được nghỉ ngơi, ngồi uống nước. Công ty cũng đã, đơn vị cũng đã lo lắng đầy đủ nước uống cho anh em công nhân, rồi bảo hộ lao động cũng như là cái nơi nghỉ cho anh em đảm bảo sức khỏe. Ở những khu vực cần lắp quạt, bên phía nhà máy đã lắp quạt. Đối với khu vực có thể lắp điều hòa, nhà máy cũng lắp điều hòa, đồng thời phun nước lên mái để giảm nhiệt độ, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Việc áp dụng các biện pháp chống nóng sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp, song đó là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe người lao động. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của doanh nghiệp đến người lao động, tạo động lực để mọi người hăng say làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Như Thanh đặt mục tiêu thành lập mới từ 200 doanh nghiệp trở lên, đồng thời đưa hoạt động của doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đang tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Tận dụng những lợi thế sẵn có về lao động, vùng nguyên liệu, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm sản Đại Phát đã mở rộng sản xuất kinh doanh tại huyện Như Thanh. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, quá trình triển khai, đơn vị luôn được chính quyền địa phương đồng hành, tạo điều kiện về thủ tục đầu tư, thuê đất xây dựng nhà máy. Đặc biệt, trong 2 năm xảy ra đại dịch Covid-19, sản xuất gặp nhiều khó khăn, đơn vị cũng luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Nhờ vậy, đến nay, doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt và đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất với nhiều sản phẩm như ván ép, ván bóc, nan thanh, ván phủ phim, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động. Nếu mà không có sự quan tâm của huyện thì đúng là doanh nghiệp không phát triển được. Ta phải khẳng định một cái như thế. Mà đặc biệt là huyện thì thường xuyên là quan tâm đến việc cải cách hành chính, nhất là về đất đai, rồi có cái chỉ đạo, tức là một cách trực tiếp đối với doanh nghiệp. Tới đây thì chúng tôi tiếp tục đầu tư, và đầu tư là chúng tôi sẽ là tạo công ăn việc làm cho tầm khoảng 150 công nhân. Xác định phát triển doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, huyện Như Thanh đã tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, giảm thiểu các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, các thủ tục về đất đai, môi trường, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng, làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, huyện còn thường xuyên gặp gỡ, phối hợp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tính từ năm 2021 đến nay, tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt 6.225 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 226 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2022, huyện Như Thanh xếp thứ 2 toàn tỉnh khối các ủy ban nhân dân cấp huyện trong bảng xếp hạng DDCI về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, nhiều chỉ số thành phần như tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí không chính thức, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai đều ở nhóm tốt, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Định kỳ hàng tháng thì là huyện có những gì khó khăn và doanh nghiệp có những gì khó khăn thì cùng nhau trao đổi để phát triển. Quan điểm của huyện thì rất ủng hộ về cái việc cho doanh nghiệp địa phương. Huyện rất là động viên chia sẻ cái kinh phí mà để thành lập các cái doanh nghiệp mới thì huyện hỗ trợ 100%. Cho nên là cũng tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp phát triển tốt. Thời gian sắp tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái việc cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rồi là kêu gọi đầu tư, thu hút các dự án trên địa bàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng và các cái nội dung liên quan đến cải thiện các cái thủ tục hành chính, làm sao đó các doanh nghiệp vào Như Thanh, rồi các đầu tư kinh tế vào Như Thanh nó được tốt hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định khâu đột phá về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Với những cách làm cụ thể và thiết thực, huyện Như Thanh đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo động lực mới để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.